để cứu mẹ và các anh trai khỏi cảnh tù tội. Luật sư Su trên năm đó đã thỏa hiệp để thua một vụ kiện khiến một chàng trai trẻ phải gánh tội danh giết người và vào tù. Một năm sau mới bắt được hung thủ thật sự, Kim Dong-gu được phán vô tội và thả ra. Lúc này Su Che mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ 10 năm sau, Su Che lại yêu phải Kim Dong-gu sau khi anh đã đổi tên thành Gong Chan. Cô không thể chấp nhận sự thật này. Năm đó chính cô đã đem tới hy vọng cho anh rồi lại dập tắt nó. Lúc này trợ lý Mirim gọi tới thông báo cho Su Che. Tên hung thủ tự nhận đã sát hại Na Dung đã bị giam vào phòng riêng vì gây sự đánh nhau. Vài ngày nữa Nao Biên Chun sẽ được thả ra mà lại gây sự vào thời điểm này thực sự rất bất thường. Anh ta hét lên rằng mình không đánh nhau và còn đòi gặp luật sư Seo. 10 năm trước luật sư Seo chính là công tố của vụ án Kim Dong-gu. Anh ta đã uy hiếp đe dọa Nao Biên Chun. Để bảo toàn tính mạng anh ta buộc phải nhận tội giết Na Dung. Thế là Nao Biên Chun trở thành hung thủ thật sự. Nhưng Gong Chan luôn cho rằng anh ta không phải hung thủ. Năm đó khi Gong Chan nhận được giấy mãn hạn tù, anh vô tình nghe thấy một người bí ẩn nói chuyện với cảnh sát. Cảnh sát yêu cầu người đó nộp phí quản lý Nao Biên Chun. Gong Chan còn thấy một hình xăm trên tay kẻ thần bí, phí quản lý và hình xăm trên cổ tay. Anh ta không phải hung thủ, kẻ đã đổ oan cho tôi rồi đẩy anh ta ra chịu tội thay, mình phải bắt được hắn. Sau đó Gong Chan đi đến cửa hàng tiện lợi, nơi mà Na Dung từng làm thêm vào 10 năm trước. Anh tò mò đêm đó em gái mình đã gặp phải chuyện gì ở đây. Lúc này anh vô tình gặp hiệu trưởng Beck. Gong Chan mới bất chợt hiểu ra, hiệu trưởng Beck vẫn luôn theo sát từng hành động của mình, kể cả khi nhận được giấy tuyển sinh của học viện luật. Tới lúc phỏng vấn thành công và nhập học thuận lợi, mọi chuyện đều có sự góp mặt của hiệu trưởng Beck. Gong Chan dần cảm thấy ông ta đang che giấu một bí mật động trời. Su Che dọn về nhà mới, Gong Chan gọi cho cô báo về manh mối mình mới tìm được. Nào ngờ thái độ của Su Che vô cùng lạnh nhạt. Tôi không quan tâm, Kim Dong-gu, tôi bảo rồi cơ mà, bảo cậu giữ khoảng cách, nhớ kỹ lời tôi nói đấy. Sau đó Su Che lạnh lùng quay người bỏ đi. Tối hôm đó, bạn thân đến nhà mới chúc mừng Su Che. Vô tình phát hiện ghi chép về vụ án, mới biết hóa ra Gong Chan thật sự vô tội. Khi đó công tố viên trưởng là chủ tịch Choi, còn luật sư Seo là công tố viên sao? Thế giới này nhỏ thật đấy. Sau khi sâu chuỗi tất cả mọi chuyện, họ phát hiện có một bàn tay vô hình đứng phía sau thâu tóm mọi chuyện. Cô bạn thân bất chợt cảm thấy cái tên Na Dung nghe rất quen, nhưng không nhớ ra mình từng nghe ở đâu. Một hôm Su Che đến tìm Yoon Se-pin, con rể cũ của hiệu trưởng Beck, để hỏi về tung tích của con gái ông ta Eun Seo. Kang Eun Seo đang ở đâu và làm gì vậy? Sức khỏe cô ấy không tốt nên đang ở viện điều dưỡng, cho nên anh mới không kết hôn à? 10 năm trước cô ấy gặp tai nạn, ký ức đã dừng lại kể từ đó. Đúng lúc này bạn thân gọi tới cho Su Che. Cô ấy nhớ ra mình từng thấy tên của Na Dung ở đâu rồi. 10 năm trước khi cô ấy còn làm việc ở phòng cấp cứu, Na Dung được đưa vào bệnh viện vì gặp tai nạn xe. Nhưng người đó không phải Na Dung mà là một cô gái khác, gãy xương chân phải. Người đó không phải Na Dung. Kang Eun Seo đã mặc áo của Na Dung, khi đó phải vội vào phòng cấp cứu. Cô ấy có dấu vết bị xâm hại tình dục. Ừ, mình biết rồi. Bây giờ tất cả mọi chuyện đã khớp nhau. Gong Chan từng nói đêm đó em gái mình đã giúp một cô gái. Cô gái đó chính là Kang Eun Seo, vợ sắp cưới của Yoon Se-pin. Su Che lấy hết dũng khí để hỏi Yoon Se-pin, bây giờ ký ức của Kang Eun Seo vẫn dừng lại ở ngày đó sao? Câu hỏi của cô thẳng thừng quá, tôi thấy hơi khó chịu. Sau đó anh ta đứng dậy bỏ đi. Cảnh sát báo tin ở trong tù, hung thủ Nao Biên Chun, kẻ sát hại Na Dung, đã treo cổ tự tử ngay trước khi được ra tù. Su Che vẫn đang sắp xếp lại manh mối Yoon Se-pin cung cấp cho cô. Anh ta kể cách đây không lâu đã mua lại biệt thự mà chủ tịch Han bán đấu giá. Anh ta mua lại nhà của chủ tịch Han. Tại sao chứ? Tại sao phải làm vậy? Khi Su Che biết tin hung thủ tự sát thì cô đã rất sốc. Trên thời sự đang chiếu tin tức này, hung thủ tự tử đúng vào thời khắc quan trọng, thành ra chết không đối chứng. Tất cả chuyện này đều là kiệt tác của chủ tịch Choi. Trưởng phòng Han nhận được điện thoại của canh ngục trưởng. Ông ta biết được năm nào cũng có người đến gặp tên hung thủ. Người gặp mặt hắn ta vào ngày 4 tháng 9 hàng năm tên gì? Gong Chan. Họ Gong, tên Chan. Gong Chan. Lúc này trưởng phòng Ha cảm tưởng như trời sắp sập rồi.